Khi muốn thưởng thức được hết cái ngon, cái đặc sắc riêng của từng loại trà, chúng ta nên uống dưới dạng thô sơ nhất. Nghĩa là chúng ta không nên trộn quá nhiều nguyên liệu vào. Đồ uống ngày hôm nay, trà nhài nguyên vị. Một trăm năm mươi ml nước cốt trà nhài. Ba mươi ml đường. Một xúc đá to. Thêm một chút. Lắc. Hương thơm ngào ngạt. Hương vị nhẹ nhàng và thanh mát. Hai điều nổi bật này đã khiến trà nhài tỏa sáng hơn các dòng trà khác. Vậy còn nhài sữa thì sao? Chủ đề này tôi sẽ đợi bạn ở bài học tiếp theo.